Xin kính chào quý anh chị các bạn, chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Hôm nay em Hương lại giới thiệu cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ Oreo nhé. Và 5 mẫu đồng hồ này đều là phiên bản made in Japan. Em đang để cho anh chị với mức giá cực kỳ tốt luôn. Thì anh chị đặt thì cho em xin mã hoặc là hình ảnh của sản phẩm giúp em. Và em sẽ ship full box đầy đủ cho các anh chị luôn nhé. Và những cái sản phẩm này thì size đều ở mức size tầm trung, rất là dễ đeo anh chị ạ. Mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orange Star. Đây là phiên bản đồng hồ Orange Star bên em vừa mới về nhé. Và mã này thì em chỉ có một chiếc thôi anh chị ạ. Thì anh chị thấy là một sản phẩm được thiết kế cực kỳ đẹp này. Có một ô cửa sổ open heart tại vị trí 9 giờ. Có một bộ sub dial kim năng lượng tại vị trí 12 giờ nhé anh chị nhé. Kim cọc giờ của sản phẩm thì đều được mạ màu vàng nha anh chị nhé. Và với sản phẩm này thì cũng sẽ có dạ quang ở vạch giờ anh chị ạ. Anh chị thấy là nó sẽ ở cái chấm sát viền ngoài cùng này anh chị nhé. Và chia giờ, chia phút của đồng hồ cũng ở vị trí này luôn. Đối với sản phẩm này thì anh chị thấy là cũng có logo chữ Orange Star Automatic tại vị trí 6 giờ này. Có chữ Japan và F6R4 nhé. Đây là mã máy của sản phẩm và cụ thể ở đây là bộ máy F6R42 nha anh chị nhé. Tại vị trí 12 giờ và 6 giờ thì là cọc giờ Nam Mã anh chị ạ. Viền bên cạnh thì cũng được mạ màu vàng, núm chỉnh cũng tại vị trí 3 giờ. Viền bên dầu cố định, cực kỳ đẹp và bóng và nổi bật luôn. Viền bên cạnh này thì anh chị thấy là được mạ phay xước nhé. Em sẽ bóc ra để cho anh chị tham khảo luôn. Và sát mặt của đồng hồ này thì em thấy cũng là size dễ đeo anh chị ạ. Thiết kế khá là cổ điển. Màu sắc của sản phẩm thì cực kỳ ấn tượng luôn. Và độ tích cốt của đồng hồ nó lên đến 50 giờ, phiên bản kính sapphire nhé anh chị nhé. Dây của đồng hồ thì anh chị thấy được thiết kế là mạ bóng và mạ phay xước này, hai cái đường chỉ màu vàng ở đây cực kỳ đẹp luôn nhé, tạo nên một sản phẩm rất là thanh lịch nhẹ nhàng. Đây này, em đã bóc ra cho anh chị tham khảo. Mặt đồng hồ là mặt màu trắng nhé, có chạy tia sun burst anh chị ạ. Thì anh chị thấy là bộ máy đã hoạt động rồi nhé, nó đang chạy tại vị trí này. Anh chị có thể quan sát máy cả ở mặt trước và mặt sau của đồng hồ anh chị ạ. Núm chỉnh thì cũng có biểu tượng logo của dòng Star. Đây là mắt của đồng hồ thì là thép đúc nguyên khối nhé anh chị nhé. Đây là tag phiên bản kính sapphire anh chị ạ. Đây là khóa của đồng hồ cũng dập logo chữ Orange Star. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo luôn nhé. Đáy sau của sản phẩm này thì anh chị thấy cũng có thể quan sát được một vài chi tiết ở đây, như là phiên bản kính sapphire này. Và máy của đồng hồ là bộ máy Epson nhé, phiên made in Japan. Và mã ở đây là F6R4 này anh chị ạ. Đây nó rất là nhỏ ở vị trí này anh chị ạ. Số series của sản phẩm này, chống nước của sản phẩm ở đây là 13, là 100m nước anh chị ạ. Stand steel là dây thân viền vỏ là thép không gỉ nhé. Đây là mặt sau của dây, chất thép phay xước cực kỳ đẹp luôn. Mắt của đồng hồ thì anh chị thấy cũng được thiết kế là với kiểu dáng mắt khá là nhỏ, rất là vừa phải và rất là dễ đeo anh chị ạ. Máy của đồng hồ thì có đầy đủ chức năng, nên có tự động, chức năng có tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé. Và anh chị có thể quan sát đồng hồ chạy cả ở mặt trước và mặt sau của đồng hồ luôn. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo nhé. Size 39 mini. Bề dày của sản phẩm là 13,0 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 luôn. Đối với sản phẩm này khi anh chị lên chu vi cổ tay 16 cũng rất là đẹp này. Nó sẽ phù hợp nhất với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống anh chị ạ. Một sản phẩm thiết kế rất là đẹp và thanh lịch luôn. Thiết kế rất là đầm tay. Khi anh chị lên tay thì cực kỳ ấn tượng anh chị ạ. Với những dòng đồng hồ Orange Star thì em thấy độ hoàn thiện của sản phẩm rất là tốt. Từ thân, máy và đặc biệt là dây của sản phẩm nữa. Và em đang để sản phẩm này với mức giá ở đây là 8,2 triệu nhé chị nhé. Cho một mã đồng hồ Orange Star phiên bản kính sapphire. Và mã bên em ở đây là 955 anh chị ạ. Và mã quốc tế của sản phẩm là REAT0004S00B nha anh chị nhé. Thế anh chị đã đặt sản phẩm này thì cứ inbox sớm qua Zalo giúp em là 0868684699 anh chị nhé. Em đã ship full book đầy đủ cho các anh chị luôn ạ. Mẫu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orient, là phiên bản dòng đồng hồ Classic. Anh chị thấy là một sản phẩm được thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Với mặt đồng hồ là mặt màu trắng nhá. Và mặt đồng hồ thì anh chị thấy là thiết kế với ba nòng nha anh chị nhé. Nòng giữa thì anh chị thấy là trải vân uniche của sản phẩm theo chiều thẳng đứng rất là đẹp này. Nòng tiếp theo thì sẽ là gắn cọc giờ nha anh chị nhé. Và đây là mặt đồng hồ là bóng luôn. Và sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của sản phẩm. Với sản phẩm này thì kim cọc giờ cũng sẽ không có dạ quang anh chị ạ. Tại vị trí 12 giờ, 9 giờ và 6 giờ thì là cọc số là mã, còn lại thì là cọc giờ anh chị ạ. Có nịch ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ, anh chị thấy cũng có biểu tượng logo của dòng đồng hồ Orange ở đây. Viền bên cạnh thì được mạ bóng này. Và anh chị thấy là viền bezel cố định bên trên thì cũng được mạ màu vàng. Và viền anh chị thấy được thiết kế khá là mỏng. Với những dòng đồng hồ thiết kế mỏng như này khi anh chị lên tay rất là đẹp luôn. Và anh chị nhìn mặt đồng hồ sẽ rất là rõ. Cọc giờ của sản phẩm thì gắn nổi trên mặt đồng hồ, được thiết kế mang đến một cảm giác rất là dễ nhìn luôn. Dây của đồng hồ được thiết kế với 7 đường chỉ nhé. Anh chị thấy là chất thép mạ bóng này. Và thép đúc nguyên khối luôn nha anh chị nhé. Đây là viền bên cạnh này.
Đây là đặc biệt là với phiên bản này là phiên bản kính sapphire đấy chị ạ. Đây là tab phiên bản kính sapphire nhé. Đây là khóa này, phiên bản made in Japan này, được lắp ráp trực tiếp tại Nhật luôn. Và anh chị thấy là cũng có logo của Orange Star ở đây. Đây là khóa của đồng hồ, là khóa bấm sang hai bên nhé. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo nhé. Dòng này thì đều là đáy hợp kính đây. Đây anh chị thấy là cũng có quan sát được một vài thông số liên quan như là số series của sản phẩm, mã máy ở đây này F672 này. Chống nước là 53, là 50 mét nước nhé chị nhé. Thân viền vỏ là thép không gỉ, phiên bản kính Sapphire Crystal đây, chữ option và phiên bản made in Japan. Nhìn vào trong bánh đa thì anh chị thấy là bộ máy là F6722 nhé, 22 chấn kính này, logo của Orient và chữ Orient, và sản phẩm thì thuộc tập đoàn Orient Watch rồi. Đây là tem của Orient nữa, đây là mặt sau của dây. Anh chị thấy là dây của đồng hồ thiết kế rất là mỏng, và những cái dòng đồng hồ thiết kế thép đúc và mỏng như này khi anh chị lên tay thì nó nhẹ nhàng và nó mang đến một cảm giác rất là thanh lịch. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo nhé. Size ở đây là 41,9 mm. Bề dày của sản phẩm là 11,9 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Nó cũng sẽ phù hợp nhất với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở nên anh chị ạ. Khi em lên tay 16 anh chị thấy là thiết kế rất là đẹp luôn. Càng của sản phẩm thiết kế rất là gọn. Size mặt của đồng hồ được thiết kế rất là rộng luôn. Viền bên dồ cố định ở đây thì anh chị thấy được thiết kế rất khá là mỏng. Mặt đồng hồ thiết kế sâu. Và với những sản phẩm này thì em đang để cho anh chị với mức giá cũng rất là tốt cho anh chị luôn nhé. Mức giá chỉ là 4,3 triệu cho một mẫu đồng hồ phiên bản kính sapphire. Máy của đồng hồ thì có đầy đủ chức năng anh có tự động, chức năng có tay và chức năng dừng kim giây khi chỉnh giờ nhé chị nhé. Và anh chị thấy là mã bên em ở đây là 965 nhé. Mức giá 4,3 triệu. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là RAAC0J7S00C nhé chị nhé. Thì anh chị nào đặt sản phẩm này thì cho em xin một là mã này và hoặc là mã bên em nhé chị nhé. Size mặt của đồng hồ thì thiết kế khá là đẹp luôn. Anh chị yên tâm trong quá trình anh chị sử dụng với mẫu đồng hồ này thì chất lượng của sản phẩm rất là tốt nhé anh chị nhé. Mẫu thứ ba mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orient nữa. Và đây là mẫu đồng hồ Orient thờ nặng anh chị ạ. Và cụ thể đây là mã đồng hồ Orient Marco 2, phiên bản mặt màu xanh có trải tia sunburst anh chị ạ. Vì men dồ của sản phẩm thì có thể xoay được theo một chiều nhé. Kim cọc giờ của sản phẩm thì cũng đều có dạ quang, và em thấy dạ quang của sản phẩm này cũng cực kỳ tốt luôn anh chị ạ. Với những dòng đồng hồ thờ nặng của Orient thì em không thể chê được về dạ quang của sản phẩm nhé anh chị nhé. Tại vị trí 12 giờ, 6 giờ và 9 giờ thì là cọc số. Những cái cọc số ở bên trên này anh chị thấy đều là gắn dạ quang ở bên trên nhé anh chị nhé. Tại vị trí 12 giờ cũng có logo chữ Orient Automatic này. Vị trí 6 giờ thì có water resist là 200 mét nước. Máy của đồng hồ thì có đầy đủ lịch ngày và lịch thứ tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ và núm chỉnh thì được bảo vệ. Với những dòng đồng hồ thờ nặng thì núm chỉnh sẽ là kiểu dáng núm vặn cổ chai nhé. Núm vặn cổ chai này thì anh chị nên vặn núm chỉnh ra để chỉnh nhé anh chị nhé. Và sau khi chỉnh xong thì anh chị lại đẩy vào, sau đó xoay để núm chỉnh ở nắp trong cùng giúp em nhé, đảm bảo độ chống nước của sản phẩm. Viền bên dồ bên trên cũng là màu xanh và chất nì hơn nhé anh chị nhé. Viền bên cạnh thì thiết kế viền đăng cưa rất là cổ điển này. Viền bên cạnh này thì được mạ bóng. Dây của đồng hồ được thiết kế là chất thép phay xước này. Và mắt đồng hồ thì anh chị thấy được thiết kế khá là đầm tay. Với những dòng sản phẩm này khi anh chị lên tay cực kỳ ấn tượng luôn, rất là khỏe luôn ạ. Và đảm bảo đủ chắc chắn trong quá trình anh chị vận động nhé. Đây là khóa này, cũng là khóa gập hai lớp luôn. Em sẽ chiếu luôn đáy sau nhé. Đáy sau của dòng sản phẩm này thì đều là đáy kín rồi. Dòng đồng hồ thờ nặng của Orient. Chống nước của sản phẩm ở đây vẫn là 200 mét nước nha anh chị nhé, 23. Và chữ Epson là bộ máy của Seiko Epson này, số series của sản phẩm made in Japan, và đây là logo chữ Orient Automatic và tem của Orient. Bộ máy của sản phẩm ở đây thì có đầy đủ chức năng anh có tự động, chức năng có tay và chức năng dừng kim giây khi chỉnh giờ anh chị ạ. Em sẽ đo luôn size mặt nhé. Size 41,4 mm. Bề dày của sản phẩm là 13,3 mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Với sản phẩm này khi lên chu vi cổ tay 16 của em cũng khá là khỏe. Nó sẽ phù hợp nhất với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 15,5 trở nên. Size mặt cũng rất là dễ đeo luôn. Viền bên dồ của sản phẩm mang đến một cảm giác cực kỳ khỏe. Và mặt đồng hồ này anh chị thấy được hiển thị nó sẽ nhỏ hơn, tại vì nó có cái viền bên dồ có thể xoay được này nhé anh chị nhé. Và với sản phẩm này thì em thấy có một nhược điểm là phiên bản kính thì vẫn là phiên bản kính khoáng nhé anh chị nhé. Với phiên bản kính khoáng thì anh chị nên hạn chế va chạm. Và em đang để sản phẩm với mức giá là 3,5 triệu, với mã bên em là 975. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là SAA02002D3 nhé chị nhé. Hồ Orient Marco 2, mặt màu xanh dương anh chị ạ. Em đang để với mức giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Size mặt cũng rất là dễ đeo và cũng sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay tầm trung, cực kỳ ấn tượng luôn. Mẫu thứ tư mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orient dòng Small Second. Đây là phiên bản dòng đồng hồ thiết kế mang đến một cảm giác khá là khỏe
và được thiết kế cũng thanh lịch nhẹ nhàng anh chị ạ. Bề dày của sản phẩm thiết kế cũng mỏng hơn nhé chị nhé. Dây của đồng hồ cũng được thiết kế khá là mỏng, mang đến một sản phẩm rất là nhẹ nhàng. Anh nhìn thấy là trên mặt đồng hồ có chảy tia sunburst anh chị ạ. Và mặt đồng hồ thì là mặt màu xanh đen nhé. Và với phiên bản mặt màu xanh đen thì khi anh chị đang ngoài ánh sáng tốt thì màu xanh của sản phẩm với hiển thị rõ ràng hơn này. Sẽ có ô cửa sổ open hood tại vị trí 9 giờ và thêm một ô cửa sổ kim dây tại vị trí 6 giờ nha anh chị nhé. Bộ kim của sản phẩm thì sẽ không đồng trục anh chị ạ. Cọc giờ thì gắn nổi ở trên mặt đồng hồ và là cọc giờ kim loại này. Sát viền ở đây thì là anh chị thấy là vạch chia giờ chia phút. Và với những cái dòng sản phẩm này thì là cọc giờ cũng sẽ có dạ quang nhé. Là một cái chấm rất nhỏ ở đây anh chị ạ. Và anh chị thấy là tại vị trí 6 giờ có chữ Japan này, F6S2 nhé. Đây là mã máy của sản phẩm đấy ạ. Phía bên cạnh thì anh chị thấy là được thiết kế là mạ bóng nhé. Phía bên rồ bên trên thì cũng thiết kế là mạ bóng. Và anh chị thấy phía bên rồ thiết kế khá là mỏng nữa. Nên là khi anh chị nhìn vào mặt đồng hồ hiển thị cực kỳ rõ luôn. Dây của đồng hồ thì thiết kế là thép đúc nguyên khối và chất thép phay xước anh chị ạ. Đúng chỉnh tại vị trí 3 giờ. Cũng kèm logo của Orient luôn anh chị nhé. Đây là tag made in Japan và phiên bản kính Sapphire anh chị ạ. Cũng dập logo chữ Orient ở đây. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo nhé. Đáy sau thì là đáy hở này. Anh chị có thể quan sát được một vài thông số ở đây như này. Water resistant là 53 nha chị nhé. Stainless steel là viền vỏ thép không gỉ này. Chữ Epson này, bộ máy Seiko Epson. Phiên bản made in Japan, mã máy là S6S2 và kèm số series của sản phẩm. Và trong bánh đà thì anh chị thấy là cũng có mã máy đầy đủ của nó là F6S22 nhé. 24 là 24 chấn kính anh chị ạ. Và sản phẩm này thuộc tập đoàn Seiko Epson Corporation nha chị nhé. Bộ máy của sản phẩm rất là quen thuộc. Và em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size mặt ở đây là 41,1 mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 11,5 nhé. Em nên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Với sản phẩm này khi em lên chu vi cổ tay 16 của em thì cũng rất là đẹp. Nó cũng dễ đeo anh chị ạ. Và sẽ phù hợp nhất với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm trung, tầm khoảng từ 15,5 trở lên nhé. Em nên chu vi cổ tay 16 cũng cực kỳ ấn tượng luôn. Mặt đồng hồ cũng thiết kế khá là mỏng. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm này với mức giá là 4,3 triệu nha chị nhé. Cho một mẫu đồng hồ phiên bản kính Sapphire và có ô cửa sổ open hood tại vị trí 9 giờ. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là RAAR0003L00C nhé. Mã bên em là 985 anh chị ạ. Thì anh chị nào đặt sản phẩm này thì cho em xin một trong hai mã này giúp em nhé. Và kính của sản phẩm thì phiên bản kính Sapphire. Máy thì có đầy đủ chức năng anh có tự động, chức năng có tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ của anh chị ạ. Thì anh chị mua sản phẩm này thì cũng cực kỳ ấn tượng luôn và cũng rất là dễ đeo. Mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orient 3 sao. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm này với mức giá chỉ là 1,6 triệu thôi anh chị ạ. Cho một mẫu đồng hồ Orient tự động. Máy thì chỉ có chức năng có tự động, không có chức năng có tay hay dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé chị nhé. Mã bên em là 995. Và mức giá của sản phẩm là 1,6 triệu này. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là SAB0D004G8 nhé chị nhé. Và sản phẩm này thì anh chị thấy cũng được thiết kế rất là đẹp. 12 cọc giờ thì là có gắn dạ quang. 12 cọc giờ thì khá là mỏng và thanh và mảnh nhé chị nhé. Và bên cạnh đấy thì cũng có một phiên bản Orient 3 sao nữa. Nhưng cọc giờ nó sẽ dày hơn và đậm hơn anh chị ạ. Sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ này. Mặt đồng hồ có chảy tia sunburst nhé chị nhé. Kim dây của đồng hồ thì là kim dây màu đỏ anh chị ạ. Tại vị trí 12 giờ thì cũng có logo chữ Orient Automatic. Tại vị trí 6 giờ thì anh chị thấy cũng có biểu tượng 3 ngôi sao này. Đây là biểu tượng quen thuộc của dòng đồng hồ Orient 3 sao, Water Resistant. Và anh chị thấy là tại vị trí 6 giờ thì cũng có chữ Japan nhé. Viền bên trên là viền mạ bóng này. Viền biên rồ khá là mỏng. Viền bên cạnh thì cũng được mạ bóng. Dây của đồng hồ được thiết kế với 5 đường chỉ nhé. Anh chị thấy có sẽ có 2 đường chỉ mạ màu bóng này. Và mắt của đồng hồ Orient 3 sao thì đều là thép ghép anh chị nhé. Với những dòng đồng hồ thép ghép thì nên tay nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng nó cũng sẽ không đầm tay như dòng đồng hồ thường nặng anh chị ạ. Đây là khóa cũng có dập chữ Orient và logo luôn. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo này. Đáy sau của sản phẩm thì anh chị có thể quan sát được một vài thông số cơ bản như là Water Resistant là 53 là 50 mét nước. Stainless steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ. Phiên bản made in Japan, tem của Orient, logo và chữ Orient nhé anh chị nhé. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm với mức giá là 1,6 triệu cho một mẫu đồng hồ Orient 3 sao nhé. Size mặt của đồng hồ đây là 39 mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 10,9 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 luôn anh chị ạ. Với sản phẩm này sẽ phù hợp nhất với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở xuống nhé. Em lên 16 cũng rất là đẹp anh chị ạ. Thì anh chị nào đặt sản phẩm này thì cứ báo sớm giúp em nhé. Mã này thì hiện tại em cũng không còn nhiều anh chị ạ. Và anh chị chú ý giúp em nữa là kính của sản phẩm thì vẫn là phiên bản kính khoáng nhé. Với phiên bản kính khoáng thì anh chị nên hạn chế va chạm.
Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ đến từ Nhật và đều là phiên bản made in Japan nhé. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm nào thì cứ inbox sớm qua Zalo bên em là 0868684699 anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị ở trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.